Xin chào tất cả các bạn, tôi là Phan Hạnh Phùng, giảng viên đào tạo nội bộ kiêm chủ nhóm ngành hàng tại Honda Cộng Hòa. Thế là cuộc thi Sao Phân Tích của chúng ta đã trải qua chặng đường 10 năm. Thật sự rất là cảm ơn Honda Việt Nam đã tạo nên một cái sân chơi rất là thú vị và bổ ích. Đã từng là thí sinh của cuộc thi những năm trước, Honda Happy tôi hiểu được sự nỗ lực của các bạn trong thời gian qua. Và cho đến ngày hôm nay thì tôi nghĩ rằng kết quả như thế nào chăng nữa thì các bạn thí sinh của chúng ta cũng đã là người chiến thắng, bởi vì các bạn đã vượt qua được cuộc thi tuyển chọn đầu tiên tại đại lý của mình và là người đại diện cũng như là niềm tự hào của đại lý. Và cuối cùng thì chắc cho tôi được gửi lời cảm ơn đến Honda Việt Nam, và tôi hy vọng rằng Honda Việt Nam vẫn luôn duy trì những cuộc thi như thế này và sẽ thành công hơn nữa trong tương lai. Xin chào tất cả các bạn.